Exercise 1B, page 52. Onions, apples, lettuce, tomatoes, cucumbers, carrots, strawberries, potatoes, milk, fruit juice, eggs, tea, sugar, pasta, salt, pepper, biscuits, bread, flour, butter, yogurt, cereal, oranges, chicken, meat, crisps, coffee, fish, cheese, rice. Bạn nào xong rồi lấy sách ra điền vô những cái chỗ còn trống, nhìn hình và điền cái loại đồ ăn đó vào nhá. Ví dụ số 1 của chúng ta là cucumber. Đó, viết xong rồi làm đi, trong phát ha. Trang 52, 53. Số 1 là dưa chuột, cucumber. Số 2 là strawberries, là dâu tây. Các bạn lưu ý những cái từ ghi trên bảng á là số ít. Cái trong sách một số từ nó có chữ s đằng sau, nó số nhiều và nó sẽ có những cái cách đọc khác, có một số cái nó sẽ đọc khác, là phát âm s thôi. Thì chú ý chứ không phải đọc sai nha. Ví dụ carrots là potatoes, tomatoes, người ta phải thêm vào, người ta phải đọc cả chữ s ấy. Còn mình viết trên bảng là số ít thôi, không có sợ. Rồi, số 3 là nước ép, lát vào sách làm đi. Số 3 là fructose trong sách á nha, viết xong đi rồi vào sách làm. Số 4 là mì ống là pasta, số 5 là muối là salt, số 6 là gì, là bánh quy, biscuits, số 7 của chúng ta là thịt, meat, số 8 hết rồi hả, có 7 cái nữa hả, đó, xong rồi lấy sách ra làm. Lấy sách ra nha, và ghi vô con. Bài số 2 mình phải biết, à còn có grain là hạt nữa. Đó, ghi thiếu, grain. Hạt thì có những cái gì gọi là hạt? Ngũ cốc đúng không? Ngũ cốc là thuộc loại hạt. Gạo, gạo là hạt. Ngô, hạt, ok. Rồi ghi vào. Hả? Cái gì? À, tiêu là hạt. Cái đó là thịt con, meat. Rồi, mình nhóm cho cô mấy cái này nha. Grain là hạt, vegetable là rau củ, fruit trái cây, dairy product là sản phẩm từ sữa, animal product là thịt cá, sản phẩm từ động vật, order là những cái khác. Bây giờ các bạn cho cô 3 cột đi. Viết thành 3 cột cho cô nào. À mấy cột, tất cả là mấy cột? 6 cột hả? Mấy cột? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cột. 6 cột, cho cô 6 cột. Đừng gõ nữa. Rồi, 6 cột nha. Thứ nhất là grain, viết là vở đi. 2 là vegetable, 3 là fruit, tiếp theo là dairy product. Bạn nào vẫn còn gõ đó, chơi nhạc đó, có học hay không? Animal product, animal động vật, animal product. Và order là những cái khác, không thuộc về 5 nhóm đằng trước thì sẽ thuộc về nhóm khác. Viết vào, chia đi, chia bảng đi. Ủa, chia sao cô? Ghi vô vở thì chia ra thành 6 cột như thế này. Chia
chia ra. Bạn một có vậy. Tự ghi cho cô thật đúng mà. Cái này phải lấy ấy mới lau được. 1 2 3 4 5 6 này. Grain viết vào đây. Vegetable nè. Hiểu không? Rồi diary fruit nè, trái cây nè. Diary product nè. Animal product nè. Order nè. Ghi vào. Rồi. Hạt thì có cái gì thuộc loại hạt? Tiêu. Rồi. Hạt nhớ đi, ngũ cốc tiêu. Ngũ cốc là gì? Cereal, ngũ cốc là 1, tiêu là 2, pepper. Pepper. Rồi, hạt gạo là rice. Nó thuộc cái loại grain hạt. Ok chưa? Ngũ cốc là cereal. Cà phê. Cà phê cũng hạt luôn, đúng rồi, cà phê cũng thuộc loại hạt. Coffee. Coffee là hạt. Rồi xong, mình chuyển sang cái phần rau đi dễ hơn này. Cái nào là rau củ con? Nhiều lắm. Quả tay, salad, cà chua, dưa leo, cà rốt, cà chua. Quả táo đâu phải rau củ, quả táo là quả. Hành tây, rồi. Hành tây, onion. Quả tay. Hành tây là 1, gì nữa? Dưa chuột là 2, cucumber. Cà rốt. Rồi cucumber này. Carrot nè. Carrot mình đi từ trên xuống dưới. Tomato này, viết nhanh. Tomatoes. Tiếp theo là lettuce. Lettuce gì nữa? Potato này. Cái này nhiều nhất luôn á. Viết nào. Potato. Rồi hết chưa? Hết rồi hả? Bánh mì. Bột bơ. Ngũ cốc, quả cam. Hết rồi, hết rồi. Hết rau củ rồi, rau củ có 6 cái. Trái cây nào? Trái cây là apple. Trái cây là apple. Strawberry. Trái cây là có táo, dâu tây, cam, orange, cam. Hết chưa? Trái cây thì có 3 loại thôi. Mình có 3 trái cây đây thôi. Hết trái cây chuyển sang sữa. Sản phẩm từ sữa nào? Mình có sản phẩm từ sữa là những cái nào? Sữa. Đi từ trên xuống dưới nha. Sản phẩm từ sữa. Bô. Từ đi từ trên xuống dưới cho dễ con để từ bô. Bô, xoài, sữa chua, sữa. Sữa là milk. Rồi sữa là 1. Bơ, phô mai. Rồi. Sữa nè. Bơ, butter nè. Phô mai. Cheese nè. Hết chưa? Sữa chua nữa. Sữa chua. Yogurt nè. Hết rồi. Rồi mình chuyển sang sản phẩm từ động vật, thịt cá nè. Rồi đi từ trên không có cái gì? Thịt chay. Rồi thịt. Gì nữa? Gà, thịt gà. Cá. Rồi, chicken, meat, fish. Hết chưa? Hết rồi. Rồi, còn những cái khác sẽ là trà nè, đường nè. Gì nữa? Đường. Trà, đường. Rồi, mì ống. Bánh mì. Bánh quy. Cơm gạo. Cơm gạo là thuộc hạt rồi. Bánh quy. Muối, tiêu. À quên, muối. Muối đường này. Quên, cho trứng vào sản phẩm từ động vật. Trứng bỏ sang cái cột animal product nhá. Trứng. Vậy là mình bỏ sót trứng rồi đó. Hết chưa? Hết rồi. Khoai tây chiên. Rồi. Bột. Bột với khoai tây chiên bỏ vào order. Khoai tây chiên. Xong. Xong nha. Xong. Xong chưa? Đánh số hay sao mà xong? Đánh số của 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rồi xong luôn. Con có vở mà viết không vậy? Có. Ôi xong. Chuyển sang cả bìa luôn, thằng này nhà nghèo rồi. Nghèo khủng hoảng luôn rồi. Tiết kiệm quá mức tưởng tượng rồi. Rồi, xong chưa? Viết xong chưa Uyên? Con qua cái bài số 3 nhanh nhanh nào. Để diễn tả thích hoặc là yêu thích, không thích các bạn. Các bạn nhìn bài số 3 đây, bài nào không xong lát nào lại viết. Bài số 3.
Khi bạn muốn nói tôi thích cái gì thì bạn nói sao? I love. Tôi yêu cái gì đó. Nhớ ghi mà I love là tôi yêu. I quite like là gì? Tôi hoàn toàn thích. Tôi hoàn toàn thích. I hate là tôi ghét. Xong chưa xong, lát viết sau, bây giờ nhìn vào bài 3 đi con. I really like là tôi thật sự thích. I don't like là tôi không thích. Vậy là bạn Uyên nói cho cô là tôi thích. Tôi thích sữa con, Uyên nói. I love milk. I love milk. Tôi hoàn toàn thích sữa nó sao? I quite love milk.